truyền nhiễm là bệnh nhiễm trùng da do siêu vi trùng tạo nên các tổn thương trên niêm mạc da. Bệnh tuy không gây nguy hiểm tới tính mạng nhưng gây ngứa ngáy, khó chịu, ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày. Hầu hết các nốt u mềm sẽ lặn đi trong vòng từ 6 đến 9 tháng. Nhưng nếu bệnh nhân gãi nhiều sẽ có thể gây viêm nhiễm, để lại căn phết chàm hóa, ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Cái chàm hóa đấy của nó thì chính là những cái mẩn đỏ và là cái hậu quả của quá trình cho bệnh nhân gãi nhiều, hoặc là do quá trình giải phóng các cái histamin tại chỗ. U mềm truyền nhiễm do một loại virus thuộc trong nhóm Bot virus gây ra. Một số nguyên nhân của bệnh u mềm truyền nhiễm là: sử dụng chung đồ dùng với người bệnh như lây qua dụng cụ y tế, vi khuẩn tích tụ trên các vật dụng ở nơi công cộng, quan hệ tình dục với người mắc bệnh. Những triệu chứng thường gặp phải khi mắc bệnh u mềm truyền nhiễm là mụn nhỏ gồ lên trên da, bề mặt nhẵn, hình bán cầu màu trắng đục và lõm ở giữa, đau mắt đỏ. Ở trẻ em thì nốt sẩn này thường tập trung ở những cái vùng da hở, ví dụ như vùng da ở mặt hay là nếp khỉu. Còn ở người lớn thì thường tập trung ở bụng, mặt trong đùi. Để tránh mắc bệnh và lây nhiễm, chúng ta cần giữ gìn vệ sinh cá nhân tốt, không đi tắm ao hồ, bể bơi không đảm bảo vệ sinh, tránh dùng chung bồn tắm, khăn tắm hay dao cạo với bệnh nhân, tránh tiếp xúc da trực tiếp hay quan hệ tình dục với người bị bệnh, không cào cãi hoặc dùng vật đâm chích các nốt u khiến u mềm bị phở ra, băng vùng da bị mọc u mềm lây bằng giặt y tế để tránh virus lây lan ra môi trường. Ngoài ra, cần có chế độ dinh dưỡng tốt để tăng cường hệ thống miễn dịch, nhất là thời gian giao mùa để hạn chế bệnh tiến triển. Đi tới các cơ sở y tế để được chẩn đoán, hướng dẫn điều trị.